Excuse me, I love you. Ooh. Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và tính ra thì từ năm ngoái đến năm nay mình mới ra video mới. Video ngày hôm nay muốn chia sẻ với mọi người về một món quà rất là bất ngờ mình nhận được vào dịp Giáng sinh. Giáng sinh thì sẽ tầm 24-25-12 đúng không? Còn bây giờ đã qua 2022 rồi. Có nghĩa là món quà này cũng đã lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có thời gian để ngồi xuống và chân thành cảm ơn lão sư đã tặng cho mình bức tranh này. Nó như là một cái phao cứu sinh cho mình lúc mà mình đang chới với á. Những ngày cuối năm á, nó nhiều vấn đề xảy ra lắm mọi người, về công việc, về gia đình, rồi về cái mối quan hệ xung quanh. Nhưng mà cái gì mình cũng muốn làm, mỗi thứ mình đều muốn làm. Mình vừa muốn đi làm thật tốt, mình muốn học ngoại ngữ, mình cũng muốn ra video đều đặn. Cái gì mình cũng muốn làm, nhưng mà thực tế thì mình chỉ ngồi không thôi, mình không làm một cái gì hết, mình không hành động gì cả. Mình chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ được tặng. Tại vì lúc mà mình thấy cái post mà tặng quà Giáng sinh đó, mình chỉ bình luận cho vui thôi, ai ngờ mình là người được tặng. Bức thư pháp này là chữ nhẫn dài tới tận 2 mét. Và mọi người biết để vẽ em một cái bức thư pháp mà dài 2 mét là nó tiêu tốn bao nhiêu là công sức không? Mà từng cái hoa đào trong này nó được vẽ vô cùng là đẹp luôn. Nó rất là cẩn thận, rất là tỉ mỉ, là bao nhiêu tâm huyết dồn hết trong đó. Nên là mình cảm nhận được cái tình cảm mà lão sư dùng để viết cái bức thư pháp này. Và cái bức thư pháp này đã không ngoài thuộc về mình. Mình giới thiệu cho mọi người một chút về chữ nhẫn trong tiếng Trung. Chữ nhẫn trong tiếng Trung đọc là rịnh. Cấu thành nên chữ nhẫn sẽ bao gồm một bộ đao, một bộ phiệt và một bộ tâm. Khi một vũ khí đâm trúng tim thì rất là đau, nhưng con người ta vẫn có thể chấp nhận. Đó chính là nhờ khoan dung và nhẫn nhịn. Đau găm vào tim mà vẫn sống là biết kiềm chế, biết nhẫn nhịn. Nói chung là chữ nhẫn trong cuộc sống hàng ngày rất cực kỳ là quan trọng luôn. 2021 vừa rồi ấy, thì cái chữ nhẫn này nó xuất hiện cực kỳ là nhiều. Nó sẽ là kim chỉ nam cho mình trong những năm tiếp theo và có lẽ là suốt cả cuộc đời này luôn. Có những chuyện mình chỉ nên để trong lòng thôi, mình không nên nói ra, tại vì nó không quan trọng, nó không đúng với cái luồng ý kiến mà hai bên đang trao đổi với nhau, hoặc cơ bản là môi trường sống và phát triển của mỗi người là khác nhau. Không có cần thiết phải tranh cãi những cái vấn đề đó. Mình cảm thấy cái cuộc sống mà nó bớt tranh cãi đi ấy, là nó đã khỏe đi rất là nhiều rồi. Sẽ nhẹ nhàng đi bớt cả 50% gánh nặng luôn. Mình muốn học ngoại ngữ đi thì mình phải kiên nhẫn. Còn cái tính dở ương ương như mình á, hôm nào thích thì học, hôm nào không á, thì nó tào lao xịt bự lắm mọi người. Mà nó sẽ không có mang lại một cái kết quả gì hết. Nó chỉ là một cái sự chăm chỉ ảo mà thôi. Mình cố gắng tự chứng em bản thân là mày vẫn học hàng ngày, mình vẫn viết hàng ngày, nhưng mà thực tế là trong đầu mình không có gì hết. Đầu mình hoàn toàn trống rỗng luôn. Tại vì nó là một cái gì đó nó ảo diệu lắm. Nó rất là tào lao, thỏa mãn cái niềm vui nhất thời của bản thân đó. Chứ thực tế thì lâu dài nó không mang lại kết quả gì, nó chỉ tốn thời gian mà thôi. Và chúng ta còn phải nhận diện với việc tập thể dục, không nhất định là phải tập gym, cũng không nhất định là phải ra phòng gym. Mình cần có những cái hoạt động để mà duy trì thể chất, để mà khi chúng ta có nỗi buồn, có sự tủi nhục, có những cái gì đó nó an ức mà không nói được, chúng ta cũng không thể nào mà giải quyết nó, không thể nào mà đẩy nó ra khỏi bản thân bằng những cái biện pháp rất là tiêu cực. Thì mình có thể tập thể dục, chạy bộ, đi bộ, làm cái gì đó, mở tivi lên mà nhảy. Và chỉ cần mà mồ hôi nó chảy ra, tâm trạng của chúng ta tốt hơn, mọi thứ nó đều sẽ tuyệt vời hơn. Thì lúc đó suy nghĩ của chúng ta sẽ thông thoáng hơn rất là nhiều. Chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn đối với người lớn, đặc biệt là gia đình của mình. Trong công việc thì không nói rồi nha, nhưng mà gia đình của mình nó là một cái phạm trù gì đó nó đặc biệt. Nó là một nơi mà không phải để nó đạo lý. Nó là một nơi mà để có thể chia sẻ với nhau. Và bởi vì gia đình, đặc biệt là những người lớn tuổi, là ba mẹ chúng ta sinh ra vào thế hệ khác, tư tưởng khác, chúng ta lớn lên và phát triển trong một môi trường nó khác chúng ta hiện tại bây giờ rất là nhiều. Suy nghĩ của hai bên nó sẽ khó có những điểm tương đồng, nhưng mà không sao hết. Bởi vì gia đình là nơi duy nhất yêu thương chúng ta vô điều kiện. Đó vẫn là nơi mà chấp nhận khi mà chúng ta thất bại trở về. Và ba mẹ chúng ta là những người duy nhất trên thế gian này yêu thương chúng ta vô điều kiện. Và một chữ nhẫn thôi, nó sẽ giúp chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Như là mua hàng online, từ từ, nhẫn nhịn, chờ 1-2 tuần xem có cần mua không. Hoặc là đơn giản là chờ 1-2 tuần xem nó có giảm giá không, rồi mua.
một cái kinh nghiệm của mình, một cái kim chỉ nam của mình là không ra quyết định quan trọng vào buổi tối. Bởi vì buổi tối thì cái đầu mình nó đã như một nồi tả bánh lù rồi, nó không còn chứa được cái gì để mà có thể suy nghĩ mà liên kết với nhau một cách mạch lạc và hay ho nữa. Nên là để ngày mai sáng sớm sau một giấc ngủ dài rồi, người mình nó thoải mái rồi, mình nhậm tập thể dục, mình uống cà phê, mình ăn sáng, mình thoải mái đầu óc, mình ngắm nhìn cảnh xung quanh, mình suy nghĩ từ đầu đến đuôi, mình nghĩ nguyên nhân, diễn biến, kết quả rồi mình mới ra những quyết định quan trọng. Và chuyện nhẫn cũng đã giúp mình rất là nhiều trong vấn đề tranh cãi. Khi mà mình nóng giận á, thì mình không nên nói một cái gì hết. Tại vì lúc mà mình nóng giận xảy ra tranh cãi, mình chỉ muốn thắng đối phương thôi. Mà cái lời nói á, nó mang tính sát thương cực kỳ là cao. Mà đặc biệt là cái lúc nóng giận á, nhiều khi mình không có kiểm soát được là mình sẽ nói ra những cái gì làm tổn thương những người xung quanh, và đặc biệt là những người mình yêu quý. Chỉ là một chuyện nhẫn thôi. Cố gắng. Mọi chuyện rồi đều sẽ có cách giải quyết riêng của nó. Không có việc gì mà phải vội vàng, không có việc gì mà phải ăn nói bạc mạng để mà làm tổn thương những người xung quanh, làm ảnh hưởng đến công việc của mình và ảnh hưởng đến chính bản thân của mình. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Mình là Móm. Và chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe. Và tạm biệt mọi người.